Hôm nay chúng ta sẽ giải các cái đề ôn cuối học kỳ 2 toán 10 theo cấu trúc mới 3 phần. Phần 1, câu 1, tìm m để tam thức fx dương tại x bằng 3. Câu này có nghĩa là đi tìm m để x 3 là lớn 0. Được không? Hiểu hiểu nghĩa này. Vậy tới đây chúng ta thay chỗ nào có x chúng ta thay bằng 3 vào, chúng ta giải bớt bớt phương trình này ra thôi chứ đâu. Được không? Vậy là tương đương. Thay ra, thay chỗ nào có x thay bằng 3 vào. Vậy là trừ 9, 3 bình lên là 9, trừ 9, cộng, thay x bằng 3 vào thì là cộng 6m, trừ 3, lớn 0. Giải ra thì là 6m lớn hơn 12, tương đương m lớn hơn 2. Vậy đáp án ở đây là đáp án câu A. Chúng ta đi vào câu 2. Giải bất phương trình thì chúng ta chỉ cần đi phân phối, chuyển hết qua cùng một vế, biến thành giải bất phương trình bậc 2 thôi. Ở đây là 2x bình, ở chỗ này là x bình, chuyển vế qua phải thì lúc này nó sẽ là còn lại x bình, và chuyển hết qua phải thì dấu lúc này là lớn hơn hoặc bằng 0. Được không? Về bậc 1 thì là trừ 5x, anh này nhân vô là 5x, chuyển vế là trừ 5x. Hàng số tự do thì là cộng 4. Chúng ta lấy máy tính bấm giải bất phương trình bậc 2. Dấu ở đây là dấu lớn hoặc bằng 1 bằng trừ 5 bằng 4 bằng bằng x lớn bằng 4 biến bằng 1. X lớn bằng 4 biến bằng 1 thì đáp án ở đây là câu C. Rồi tập nghiệm ở đây của chúng ta sẽ là x thuộc khoảng nửa khoảng từ trừ âm vô cùng, từ âm vô cùng cho tới 1, hợp với nửa đoạn từ 4 cho tới dương 4 vô cùng. Chúng ta đi vào câu 3. Từ các số từ 0 cho tới 5 có thể lập được bao nhiêu số chẵn gồm 4 chữ số khác nhau? Vậy thì chị gọi cái số cần tìm là số tự nhiên n có dạng là a, b, c, d gạch ngang trên đầu. Và bây giờ nó yêu cầu liên quan tới số chẵn. Số chẵn mà chọn các chữ số được chọn từ cái tập có con số 0 trong đó là con số nhạy cảm, đúng không? Thì chúng ta nghĩ tới cái dạng đó là a b c d trừ 0 b c d, đúng chưa? Chúng ta sẽ đi đếm số các số có dạng a b c d, có nghĩa là chắc luôn trường hợp a là con số 0 thì chúng ta cứ việc chọn thoải mái a và d thôi, được không nè? Đối với cái dạng này chúng ta đi sử dụng công thức này là làm trắc nghiệm cực nhanh. Vậy bây giờ muốn là số tự nhiên chẵn thì do d ảnh hưởng, phải chọn d trước. D có thể là 0, 2, 4, thì đối với các số có dạng a, b, c, d thì d có 4, d có 3 cách. 0, 2 hoặc 4. A, b, c lúc này là tùy ý rồi, a có được có thể là con số 0 luôn mà. Đúng chưa? Vậy cái việc mà chúng ta đi chọn a, b, c chính là chúng ta đi chọn 3 số trong cái tập 6 số nhưng mà loại cái chữ số d chọn ra. Chúng ta đưa đem vào xếp vào 3 vị trí a, b, c. Vậy là sắp xếp này là sắp xếp có thứ tự thì là a chọn 3 số trong bao nhiêu số? Trong cái tập là 6 số. Trong cái tập là 6 số. Nhưng mà chúng ta loại cái số mà d đã chọn được ra. Vậy là 6 số này bỏ một số thì còn 5 số. Vậy số cách mà đem xếp số cách chọn cho các cái vị trí a, b, c đó chính là a3 5. Trừ tương tự như thế đi đếm số các số có dạng 0 b c d ra. Vậy ở đây không, a nó là không rồi thì a nó có một cách chọn, được chưa? Tiếp theo chúng ta đi chọn d. D thực ra bản chất thân d đi chọn trước, nhưng ở đây a sẵn có con số 0 rồi, chỉ viết số cách chọn của a luôn trước luôn cũng được. Vậy là bây giờ d có bao nhiêu cách? D lúc này á nó phải đảm bảo cái điều kiện là nó phải là chẵn và nó phải khác a, đúng không? Vậy thì d này nó là chẵn thì nó có thể là 0, 2, 4 nhưng mà nó khác a thì loại con số 0 ra, thì d lúc này chỉ còn có hai cách thôi. Đó là 2 hoặc là 4 thôi. Bây giờ hai vị trí còn lại là b và c thì chúng ta sẽ đi chọn hai số trong 4 số còn lại thôi. Bởi vì b, c được chọn từ cái tập 6 số nhưng mà nó phải khác a và nó phải khác d, và loại hai số ra thì chúng ta chọn hai số trong 4 số để đem xếp vào hai vị trí b, c. Xếp này cũng là xếp có thứ tự nên lúc này chúng ta sẽ dùng a chỉnh hợp. Thì lấy máy tính ra, chúng ta bấm 3 nhân 5 5a3 trừ cho 2 nhân 4a2
4E2 3. Đáp án là 156. Vậy là số các số tự nhiên có thể lập được đó là 156 số. Chúng ta qua tiếp câu 4. Có bao nhiêu tam giác có ba đỉnh là đỉnh của hình đa giác đều 10 cạnh? 10 cạnh thì suy ra hình đó nó có 10 đỉnh. Được không? Vậy thì số tam giác mà chúng ta thành lập được số tam giác mà chúng ta lập được từ cái hình đa giác đều có 10 đỉnh này chính là cái việc mà chúng ta đi chọn ba đỉnh bất kỳ trong 10 đỉnh này thôi. Được không? Vậy thì số tam giác chính là số tổ hợp chập ba của 10 phần tử. Vậy lúc này đáp án đó là câu B. Qua câu 5. Khai triển của x trừ 3 tất cả mũ 4. Ở đây chúng ta thấy là ở đây là phép trừ. Cái khai triển này á là a trừ b tất cả mũ n là phép trừ, mà phép trừ là có sự đánh dấu và loại ngay câu a. Chúng ta không cần phải khai triển ra, chúng ta vẫn chọn được đáp án. Được không? Và nhớ là đây a của chúng ta là x. Được không? A là x thì số mũ của x nó phải giảm dần. Vậy ở đây rõ ràng bốn đáp án a b c d nó đã sắp xếp cho chúng ta thứ tự giảm dần rồi. Số mũ của x rồi. Được không? Vậy là nó đã sắp xếp đúng thứ tự rồi. Thì đầu tiên phải là dấu gì? Đang dấu thì phải là dấu gì trước? Cộng rồi mới tới trừ, rồi mới tới cộng, rồi mới tới trừ, rồi mới tới cộng. Đúng không? Vậy ở đây đáp án loại luôn câu B và câu D. Thì đáp án ở đây là đáp án câu C. Bởi vì cộng trước rồi tới trừ mà. Thì đáp án câu D nó đâu phù hợp đâu. Nó là trừ trước rồi mới tới cộng. Đúng không? Còn đáp án câu B là cộng rồi cho tới trừ. Thì phải là x mũ 4 trừ cho 12 x mũ 3 mới đúng. Được không? Vậy là loại luôn câu B, câu D thì đáp án chỉ có thể là câu C thôi. Chúng ta qua câu 6. Một lớp học gồm có 25 nam, 20 nữ thì lớp này có 45 học sinh. Chọn ra 4 học sinh để kiểm tra vở. Vậy là không có phân biệt vai trò thứ tự thì ở đây là tổ hợp. Được không? Và trước tiên chúng ta đi tính N omega cái đã. Chính là đi chọn 4 học sinh bất kỳ trong 45 học sinh để kiểm tra vở. Thì N omega là C445. Chúng ta đi gọi A để biến cố mà bốn học sinh ít nhất một nam, ít nhất một nam. Vậy ít nhất một nam thì chúng ta cố định một nam lại, ít nhất một nam thì lúc này là dấu lớn hơn bằng một nam, đúng không? Từ một này chúng ta tăng lên, từ một này trở lên. Vậy thì có các cái trường hợp có thể xảy ra của trường hợp mà ít nhất một nam này là gì? Một nam ba nữ, một trường hợp. Tăng số lượng nam là hai nam hai nữ, trường hợp thứ hai. Tăng số lượng nam lên 3 nam 1 nữ, trường hợp thứ ba. Tăng số lượng nam là 4 nam và 0 nữ là trường hợp số 4. Vậy nếu đi làm trực tiếp thì có tất cả 4 trường hợp. Vậy thì nó nhiều quá. Chúng ta coi thử là trường hợp gián tiếp coi thử nó gọn hơn không? Vậy phủ định của lớn bằng một nam là bé hơn một nam. Mà bé hơn một nam thì chỉ có một trường hợp thôi. Bé hơn một nam thì chỉ có thể là không nam. Vậy là bốn đứa được chọn đều là bốn đứa nữ và có một trường hợp duy nhất thì chúng ta đi làm gián tiếp nhanh hơn. Vậy A nó là biến cố ít nhất một nam thì A ngang là bốn học sinh này đều là nữ, bốn học sinh nữ, bốn học sinh được chọn đều là nữ. Vậy tới đây chị chọn thì đếm được N A ngang chính là bằng N A ngang chính là số cách chọn bốn nữ trong 20 nữ. Vậy nó là C420. Vậy từ đây suy ra xác suất của biến cố A chính là bằng 1 trừ cho N A ngang chia cho N omega. Vậy chính là bằng, lấy máy tính ra bấm, 1 trừ cho N A ngang là 20C4, 20C4 chia cho 45C4. Vậy là bằng đáp án là 96109933, 96109933. Đáp án ở đây là câu D. Để chơi chúng ta qua câu 7. Trong hệ trục tọa độ cho tam giác ABC có hai đỉnh AB và trọng tâm G, vậy là chúng ta sẽ sử dụng tới công thức tọa độ của trọng tâm để đi tìm cái đỉnh C là đỉnh còn lại. Vậy thì chúng ta có G tọa độ của trọng tâm, chỉ viết công thức dưới dạng rút gọn luôn nha. Chúng ta làm trắc nghiệm thì chúng ta được viết áp được quyền áp dụng cái công thức này, viết cái công thức dạng này thì chúng ta hiểu là được rồi. Nhưng mà khi làm tự luận là chúng ta không được viết cái dạng này đâu nha. Vậy G bằng A cộng B cộng C chia cho 3. Bây giờ muốn tìm C thì chúng ta phải biết tọa độ của điểm G, điểm A và điểm B. Rõ ràng chúng ta đã biết tọa độ được 3 điểm này rồi. Thì suy ra tọa độ điểm C chính là 3G trừ đi A trừ đi B. Vậy từ đây lấy máy tính ra bấm hoặc bạn nào nhẩn được thì càng tốt. 3G trừ A trừ B. Vậy 3G là trừ 3 trừ 3 mà trừ cho A là trừ 6 là trừ 9.
trừ đi trừ cho tọa hoành độ của điểm B là trừ cho trừ 3 là cộng 3, là trừ 9 mà cộng 3 thì là trừ 6, hoành độ là trừ 6. Cảm thấy mà ai mà không nhẩm được mà số nó nhiều khi có phân số nó phức tạp á, thì các em cứ lấy máy tính ra bấm được không? Chúng ta dùng phương pháp khôn. Khôn lần lượt đi tìm hoành độ thì khôn lần lượt cho các cái hoành độ, đi tìm tung độ thì khôn lần lượt cho các tung tung độ. Được không? Ở đây chị nhẩm được thì chị nhẩm luôn. Và bây giờ tìm tung độ 3g trừ a trừ b thì là 3, trừ 1 là 2, trừ 5 là còn trừ trừ 3. Đúng không? Trừ 5 là còn trừ 3. Và là tọa độ của điểm G là trừ 6 trừ 3 thì đáp án ở đây là câu C, trừ 6 trừ 3. Chúng ta qua câu 8. Phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua hai điểm AB. Vậy là người ta yêu cầu viết phương trình tổng quát thì cần có một vectơ pháp tuyến và còn có một điểm đi qua. Ở đây chị chọn điểm A. Và vectơ pháp tuyến lúc này chị tìm vectơ AB trước, thì từ vectơ AB chị suy được vectơ pháp tuyến. Vectơ AB là vectơ chỉ phương lấy B trừ A. B trừ A thì là trừ 8 trừ 6. Đúng không? Vậy từ đây chúng ta suy ra được vectơ pháp tuyến của đường thẳng AB. Vectơ pháp tuyến là N, chính là có tọa độ là 6 trừ 8. Vậy bây giờ vectơ cùng phương của nó chúng ta đi chia cả hoành cả tung luôn đi, cho hai luôn đi. Vậy chúng ta có cái vectơ N phải cũng là vectơ pháp tuyến của đường thẳng AB, nó sẽ có tọa độ là chia cả hoành cả tung cho hai thì là 3 trừ 4. Vậy khi đó chúng ta có vectơ pháp tuyến có một điểm mà nó đi qua, thì khi đó phương trình tổng quát của đường thẳng AB có dạng là vectơ thì nằm ngoài, tọa độ điểm thì nằm trong. Vậy là 3 mở ngoặc ra x, chỉ lấy điểm A nha, x trừ 2 trừ 4 nhân cho y trừ 7 bằng 0. Vậy chúng ta phân phối ra, vậy thì phương trình tổng quát là 3x trừ 4y, anh này là trừ 6, trừ 6 mà cộng cho 28 thì còn lại là cộng 22 bằng 0. Vậy đáp án đây là đáp án câu B, 3x trừ 4y cộng 22 bằng 0. Được nè, chúng ta qua câu 9. Phương trình chính tắc của elip có độ dài trục lớn, có độ dài trục lớn là 10. Vậy là chúng ta chia ra 2, bởi vì độ dài trục lớn thì có công thức đi tính đó là 2a, vậy là 2a bằng 10 thì a nó bằng 5. Độ dài trục nhỏ là 8. Độ dài trục nhỏ được tính bằng công thức đó là 2b. Vậy 2b bằng 8 thì b bằng 4. Vậy có a có b thì suy ra phương trình chính tắc của elip có dạng là x bình chia a bình là chia 25 cộng cho y bình chia b bình là y bình chia 16 bằng 1. Đáp án là đáp án câu A. Chúng ta qua câu 9. Câu 10. Điểm nào là tiêu điểm của parabol? Vậy thì chúng ta có phương trình chính tắc của parabol có dạng là y bình bằng 2 phê x, đúng không? Vậy bây giờ chúng ta tìm ra được phê. Phê chính là lấy hệ số dvx chia cho 2. Vậy hệ số dvx là 1/2 theo như phương trình chính tắc người ta cho. Vậy là 1/2 mà chia cho 2 nữa là 1/4. Lúc này là phê là bằng 1/4. Được không? Nhưng mà tiêu điểm của parabol á thì nó có tọa độ chính là điểm F, được ký hiệu là F. Anh này có tọa độ là phê chia 2 không. Vậy là phê là 1/4 mà chia cho 2 nữa là 1/8 không. Vậy tiêu điểm lúc này có tọa độ là 1/8 không. Câu 10 là đáp án là câu A. Và câu 11. Trong mặt phẳng tọa độ OD cho hyperbol, ở đây là hyperbol nha, có tiêu điểm F1 là trừ 5 không, thì từ cái tiêu điểm này chúng ta suy ra được C. C chính là bằng 5. Về độ dài trục ảo, độ dài trục ảo được tính bằng công thức là 2b. Ở đây người ta cho bằng 6 thì suy ra b là bằng 3. Suy ra b bằng 3. Viết phương trình chính tắc của hyperbol. Vậy phương trình chính tắc của hyperbol nó có dạng gì, nhắc lại luôn. Phương trình chính tắc của hyperbol là x bình chia a bình trừ y bình chia b bình bằng 1. Hyperbol thì không có mối liên hệ của a và b nha, giữa a và b nha. Cái cạnh mà lớn nhất trong ba cạnh ABC thì C là độ dài cạnh lớn nhất. C là độ dài lớn nhất. Được không? Vậy ở đây chúng ta không có mối liên hệ giữa A với B nên đừng có mạo hiểm ghi A lớn B hay A nhỏ B. Và chúng ta chỉ biết là AB nó phải lớn không thôi. Được không? Và mối liên hệ là C bình thì bằng A bình cộng B bình đối với hyperbol. Được chưa? Vậy bây giờ chúng ta đã có B rồi thì chúng ta sẽ có B bình. Bây giờ chúng ta còn thiếu A bình nữa. Thì A bình nó sẽ bằng cái gì? C bình trừ B bình. Đúng không? C bình là 5, bình lên là 25,
trừ đi b bình là trừ đi 9, vậy là bằng 16, a bình là 16. Vậy có ngay phương trình hyperbol có dạng đó là x bình chia a bình là chia cho 16. Vậy loại a loại c, vậy là đáp án là câu b luôn. X bình chia 16 trừ y bình chia b bình là chia cho 9 bằng 1, đúng rồi, đáp án là câu b. Chúng ta qua câu 12. Phương trình đường tròn có tâm y và đi qua điểm A, vậy là anh này là dạng số 2 mà chúng ta đã được học đúng không? Có tâm nhưng mà bị thiếu bán kính, nhưng mà đi đường tròn mà đi qua điểm thì điểm đó nó cách đều tâm một đoạn không đủ là bằng bán kính r. Vậy lúc này r nó chính là bằng độ dài ia luôn. Vậy độ dài ia thì được tính theo công thức đó là bằng căn bậc 2 của a trừ y tất cả bình. Vậy là 6 trừ 3 là 3 bình lên là 9, cộng cho a trừ y tất cả bình là 1 trừ cho trừ 4 là cộng 4, 1 cộng 4 là 5, 5 bình lên là 25. Vậy là ở đây là 25 mà cộng 9 là 34, căn 34. Vậy thì ở đây đáp án chính là phương trình đường tròn chúng ta có được là tâm 3 trừ 4 với là bán kính là căn 2 của 34, đó là x trừ 3 tất cả bình cộng y trừ cho trừ 4 là cộng 4 bình tất cả bình bằng 34. Vậy đáp án ở đây là đáp án câu A, trừ 3 cộng 4 rồi 34. Rồi đáp án là câu A, được chưa? Chúng ta qua phần 2 là mã câu hỏi trắc nghiệm đúng sai. Câu 13, cho hai điểm AB khi đó đường thẳng AB có vectơ chỉ phương là, rồi đi tìm vectơ chỉ phương. Vậy vectơ chỉ phương chính là vectơ AB luôn, đúng rồi, đi qua hai điểm thì nhận vectơ AB là vectơ chỉ phương. Vậy vectơ AB thì lấy b trừ a thì là 5, b trừ a thì là 2. Vậy vectơ AB nó phải có tọa độ là 5 2 mới đúng, 5 2 mới đúng. Vậy đáp án ở câu, nhận định ở câu a là nhận định sai, phải là 5 2 mới đúng nha, phải 2 5 nha, phải là 5 2. Tiếp theo câu B, nhận định ở câu B, đường thẳng AB có vectơ pháp tuyến. Vậy từ vectơ chỉ phương chúng ta suy ra được vectơ pháp tuyến của AB, nó chính là đổi chỗ đổi một dấu thì là 2 - 5. 2 - 5 thì nhận định nhà là nhận định định đúng. Được không? Chúng ta đổi chỗ đổi một dấu, vậy là vectơ pháp tuyến, nếu như vectơ chỉ phương AB là 5 2 thì vectơ pháp tuyến của AB nó chính là 2 - 5. Câu B là nhận định đúng. Câu C, phương trình tổng quát của đường thẳng AB là, vậy đã có vectơ pháp tuyến trong hai điểm AB chúng ta chọn một điểm, chúng ta sẽ viết được phương trình tổng quát ngay. Vậy câu C, phương trình tổng quát của AB nó chính là vectơ nằm ngoài điểm nằm trong 2 nhân x, chỉ chọn điểm A nha, trừ cho trừ 2 thì là cộng 2, trừ 5 nhân cho y trừ 2 bằng 0. Vậy chúng ta phân phối ra thì là 2x trừ 5y cộng 4 cộng 10 là cộng 14 bằng 0. Vậy câu C là phải nhận định đúng không? 2x trừ 5y cộng 14 bằng 0. Vậy là câu C là nhận định đúng. Và câu D, phương trình tham số của đường thẳng đi qua M và song song với AB. Người ta hỏi là phương trình tham số nha. Vậy song song với AB, đường thẳng mà song song với AB, đúng không? Ở đây người ta nhận phương trình tham số nha, hỏi phương trình tham số nha, thì nó sẽ nhận vectơ chỉ phương AB cũng là vectơ chỉ phương của đường thẳng đó luôn, theo như tính chất song song, được không? Vậy thì phương trình đường thẳng tham số, ở phương trình tham số của đường thẳng cần tìm á, nó sẽ nhận vectơ AB là vectơ chỉ phương, mà vectơ AB này chúng ta tính ra là 5 2. Vậy là ở đây sai rồi, ở đây vectơ chỉ phương của đường thẳng cần tìm nó lại là 2 5. Nhìn vào đây nó là có tọa độ là 2 5. Vậy thì câu D này là mà nhận định định sai, không cần phải làm nhiều, được chưa? Theo như tính chất song song, người ta cho là đường thẳng còn tìm là song song với AB thì nó nhận vectơ AB sẽ là vectơ chỉ phương của đường thẳng còn tìm luôn. Vậy thì nó nhận vectơ chỉ phương là 5 2, mà ở đây là phương trình tham số, vậy thì phải là 5t 2t mới đúng. Ở đây là 2t 5t là sai rồi, được không? Nên câu D là mình đề sai. Chúng ta qua câu 14. Bình A chứa ba xanh, đây mình tóm tắt lại đề một xíu nha. Ba xanh, bốn đỏ, năm trắng, bốn đỏ, năm trắng. Bình B, bốn xanh, ba đỏ, bốn xanh, ba đỏ, sáu trắng. Bình C,
năm xanh năm đỏ, năm xanh năm đỏ hai trắng. Vậy thì mỗi bình như thế này là có mấy quẻ? Bình A là có 7 5 12. Bình B 7 dưới 6 là 13. Bình C thì là 12. Được chưa? Tóm tắt đề là như thế này. Ở đây người ta yêu cầu là từ mỗi bình lấy ra một quẻ, vậy là bình A lấy ra một quẻ, bình B lấy ra một quẻ, bình C lấy ra một quẻ, thì chúng ta tổng cộng lấy được 3 quẻ từ mỗi bình. Mỗi bình là ba quẻ tổng thể, mỗi bình một quẻ. Được không? Câu A, số cách lấy được từ bình A một quẻ cầu xanh, từ bình B một quẻ cầu đỏ và từ bình C lấy ra một quẻ màu trắng là. Vậy là giai đoạn 1, câu A nha. Số cách lấy ra thỏa đề là bình A chúng ta lấy một quẻ màu xanh, và một quẻ xanh này là lấy từ ba quẻ xanh. Một quẻ xanh trong ba quẻ xanh thì số cách lấy ra một quẻ màu xanh ở bình A là 3 cách, C 1 3 cách. Tương tự như thế, lấy ở bình B ra một quẻ màu đỏ, vậy là sẽ lấy một quẻ đỏ trong ba quẻ đỏ. Bình C lấy ra được một quẻ cầu trắng, vậy là một quẻ cầu trắng trong hai quẻ cầu trắng thì là C 1 1 2 cách. Vậy là số cách chính là lấy số cách của từng giai đoạn nhân lại với nhau. 3 x 3 là 9, 9 x 2 10, 18, vậy là 18 cách. Và ở đây là nhận định câu A là nhận định đúng. Qua câu B, số cách lấy được từ mỗi bình một quẻ tùy ý, một quẻ tùy ý. Vậy là bình A lấy ra một quẻ tùy ý trong 12 quẻ ở bình A thì là C 1 12 cách. Nhân giai đoạn 2 là lấy một quẻ bất kỳ từ bình B thì là C 1 13 cách. Ở bình C lấy ra một quẻ bất kỳ trong 12 quẻ là C 1 12 cách. Vậy nó chính là bằng 12 nhân 13 nhân 12, lấy máy tính ra. Bấm. Bạn nào nhắm được thì nhắm, còn không nhắm được thì cứ lấy máy tính bấm. 12 nhân 12 nhân 13 là 12 bình, nhân 13 là 1872. Đúng với đáp án chưa? 1872 thì nhận định ở câu B là nhận định đúng. Chúng ta qua câu C. Chúng ta qua câu C. Số cách để lấy được 3 quẻ cầu cùng màu là 3 quẻ cầu cùng màu nha. Vậy là xanh thì cùng xanh hết, đỏ cùng đỏ hết, trắng thì cùng trắng hết. Vậy có tổng cộng là 3 trường hợp. Được không? 3 trường hợp. Trường hợp 1, trường hợp 1 chúng ta lấy ra cùng xanh. Cùng xanh thì ở hộp A lấy ra màu xanh thì là C 1 3 cách. Cùng xanh thì lấy ra ở hộp B một quẻ cầu xanh là C 1 4 cách. Ở bình C lấy ra màu xanh thì là C 1 5 cách. Bây giờ cùng đỏ. Cùng đỏ thì sẽ là C 1 4 nhân C 1 3 nhân C 1 5. Cùng trắng C 1 5 nhân C 1 6 nhân C 1 2. Rồi chúng ta lấy máy tính bấm. Bây giờ cùng xanh thì 3 nhân 4 nhân 5. 3 nhân 4 nhân 5 cộng cho cùng đỏ là 4 nhân 3 nhân 5. 4 nhân 3 nhân 5. Cùng trắng thì là 5 nhân 6 nhân 2 bằng. Đáp án là 168. Vậy đây là người ta nhận định là 120 thì là sai, mệnh đề này là sai. Bởi vì nó bằng 168 cách. 168 cách. Tiếp tục chúng ta qua câu D. Chúng ta qua câu D. Câu D người ta yêu cầu gì? Câu D người ta yêu cầu gì? Số cách lấy được 3 quẻ cầu có đủ 3 màu. 3 quẻ cầu có đủ 3 màu. Vậy thì nếu như em làm trực tiếp thì có tổng cộng bao nhiêu trường hợp? 3 quẻ cầu có đủ 3 màu thì có thể các trường hợp như sau, mình liệt kê các trường hợp ra thử trước nha. Nếu như mà là bình A là xanh thì B á là đỏ đi, thì C phải là trắng mới được. Bây giờ đổi lại, C A là xanh, B là trắng, C là đỏ. Đó. Để cứ cố định một thằng lại thì nó sẽ có hai trường hợp nhỏ tách ra. Đúng không? Vậy tương tự bây giờ đỏ ở bình A nha. Đỏ thì sẽ có là đỏ xanh trắng, đỏ xanh trắng, hoặc là đỏ trắng gì, hoặc là đỏ trắng xanh. Ở đây đỏ xanh trắng với đỏ trắng xanh là khác nhau nha. Được không? Xanh ở bình B với xanh ở bình C là khác nhau, hai trường hợp cho ra hai trường hợp khác nhau. Được không nè, nó phân biệt là ở của bình nào nữa.
phân biệt là của bình nào và hộp nào nữa. Nên nếu như em cố định các cái màu ở hộp A thì B với C nó phải đổi. Ví dụ như cố định xanh thì xanh có thể là xanh đỏ trắng hoặc là xanh trắng đỏ. Còn cố định đỏ lại thì đỏ có thể là đỏ xanh trắng hoặc là đỏ trắng xanh. Bây giờ chị cố định trắng lại ở hộp A lại, thì trắng này có thể là trắng gì? Trắng xanh đỏ hoặc là trắng đỏ đỏ xanh. Vậy hết chưa? Đây tổng cộng có 2, 4, 6 trường hợp. Có 2, 4, 6 trường hợp. Vậy bây giờ số cách đó là gì? Lấy từng trường hợp cộng lại nha. Lấy là cộng lại, lấy số cách của từng trường hợp cộng lại. Và bây giờ trong trường hợp mà xanh đỏ trắng á, thì là xanh 3 cách. Đỏ là ở hộp B là 3 cách. Trắng ở hộp C là 2 cách. Đó, tương tự các bạn làm thử nha. Xanh trắng đỏ thì là 3, 6, 5. Đỏ xanh trắng thì sẽ là 4, 4, 2. Đỏ trắng xanh thì là 4, 6. Đỏ trắng xanh là 4, 6, 5. Trắng xanh đỏ thì là 5, 4, 5. Trắng đỏ xanh thì là 5, 3, 5. Rồi chúng ta lấy máy tính bấm cộng tất cả lại. 9, 12, 9, 18. 9, 12 là 18, anh này là 18. Cộng cho 30, 30 x 3 là 90. Anh này là 6, 4, 24. 8 cho 8 x 4, 32 cho chị nhờ. 32. 9, 2, 18. 6, 5, 30, 30 x 3 là 90. Anh này 4 x 2, 8, 8, 4, 32. Cộng cho anh này là 30, 30 x 4, 102. Cộng cho 5 x 4 là 20. 20 với 5 nó là 20 x 5 là 100. 20 x 5 là 100, đúng rồi. 100. Anh này là 10 là 25, 25 x 3 là 75. Rồi cộng lại. 18 cộng 90 cộng 32. 18 cộng 90 cộng 32 cộng 32 cộng 120. 120 cộng 100 cộng cho 75. Cộng cho 75. Và đáp án bằng 435, 435, 435. Coi thêm nhận định câu C là đúng hay sai. Nhận định câu C là có 369 à. Và nhận định này là nhận định định sai. Được không? Chúng ta coi lại nha. Người ta yêu cầu là có đủ 3 màu thì bắt buộc phải có xanh, có đỏ, có trắng. Bây giờ chúng ta cố định một cái màu của một cái hộp lại. Được không? Cố định màu của một cái hộp lại. Thì bây giờ chị cố định màu của hộp E. Thì lấy xanh trước, thì xanh có thể là xanh đỏ trắng, xanh trắng đỏ. Cố định đỏ lại thì có thể là đỏ xanh trắng, đỏ trắng xanh. Cố định trắng lại thì có thể là trắng xanh đỏ, trắng đỏ xanh. Và chúng ta có tổng cộng là 6 trường hợp, thì lấy số cách của 6 trường hợp này cộng lại với nhau thì ra 435. Vậy thì đáp án câu D, mình đề câu D là mình đề sai. Câu 15. 10A có 25 nam, 21 nữ, vậy tổng cộng là có 46 học sinh. Chọn ngẫu nhiên ra 3 bạn để làm cán bộ. Ở đây người ta không yêu cầu là cán bộ các cái chức vụ đó là gì. Nó không phân biệt thứ tự thì là dùng C. Số cách chọn ra 3 bạn trong lớp 10A là, vậy là chọn 3 bất kỳ. Chọn 3 đứa bất kỳ trong 46 đứa thì là C3, 46. Hãy bấm thử coi nó giống là đáp án không. 46C3, 46C3 bằng ra 15180, vậy là đúng. Vậy là mệnh đề này là mệnh đề để đúng 15180. Xác suất của các biến cố ba bạn được chọn đều là nam. Ba bạn được chọn là nam, và cái C346 này cũng là N omega luôn nha. Anh này là N omega luôn. Chọn ba bạn bất kỳ trong 46 bạn. Vậy là ba bạn được chọn đều là nam thì NA thì gọi anh này là biến cố A, anh này là biến cố B, anh này là biến cố C đi. Vậy thì NA chính là chọn ba bạn đều là nam thì là chọn 3 nam trong 25 nam. Vậy thì từ đây suy ra được xác suất của biến cố A chính là bằng, lấy máy tính ra bấm NA chia N omega. NA chính là 3 nam trong 25 nam. Vậy là 25 C 3 chia cho
15180 bằng 5/33. Đã, nhận định này là nhận định định đúng 5/33. Qua câu C, xác suất của các biến cố ba bạn được chọn đều là nữ, đều là nữ thì chọn ba nữ trong 21 nữ thôi. Vậy thì NB là C3 21. Từ đây suy ra được xác suất của biến cố của B là bằng, lấy máy tính bấm. Lấy máy tính bấm. Vậy là 21 C3 đem chia cho 15180 15180 bằng 133 trên cho 1518. 133 trên 1518 mới đúng. 1518 à. Ở đây là vậy, nhận định câu C là nhận định, định sai. Mình bấm đây là 133 phần 1518 à, đọc cho kỹ đáp án nha. 1518 là đáp án nhận định, câu C là nhận định, định sai. Và câu D, xác suất của các biến cố trong ba học sinh được chọn có hai nam một nữ. Vậy thì lúc này NC chính là chia ra làm hai giai đoạn, chọn nam trước nữ sau. Chọn hai nam là C2 25 nhân cho giai đoạn chọn hai, chọn một nữ là một nữ trong 21 nữ. Vậy từ đây suy ra xác suất của biến cố C chính là bằng NC chia N omega. Vậy là bấm. NC chia N omega là 25C2 25C2 nhân cho 21 C1 21 á, chứ là 21 thôi chứ gì đâu, nhân 21 chia cho 15180 bằng 105/2 153. Vậy nhận định nữa là câu D là nhận định, định đúng, nhận định đúng. 105/253 105/253, nhận định ở câu D là nhận định, định đúng. Chúng ta qua câu tiếp theo, đó là câu số 16. Cho đường tròn, cho đường thẳng D. Cho đường tròn C sẽ có tâm, sẽ có tâm Y, có tọa độ là loại C, đường, loại đường của đường tròn này, phương trình của đường tròn này người ta cho là cho dưới dạng loại 2. Vậy tìm tâm bằng cách là lấy tọa độ tâm bằng cách đó là lấy hệ số đi với x chia cho trừ 2, hệ số đi với y chia cho trừ 2. Vậy trừ 2 chia cho trừ 2 là 1, trừ 2 chia cho trừ 2 là 1. Vậy tâm có tọa độ là 1, 1. Bán kính R được tính theo công thức đó là bằng A bình cộng B bình trừ trừ C. A bình là 1 cộng B bình là 1, trừ C là trừ đi trừ 23 là cộng 23. Vậy là căn 25 là 5, bán kính là 5 thì mệnh đề này là mệnh đề đề sai. Đúng không? Nó phải vừa đúng hai cái thì nó mới đúng được. Chứ nó mà chỉ có tâm y là nó đúng thôi, nhưng mà bán kính nó sai thì mệnh đề đó là sai rồi. Được không? Căn của 25 là 5, vậy bán kính là 5 chứ không phải là 4. Vậy mệnh đề ở câu A là sai. Khoảng cách từ tâm của đường tròn C đến đường thẳng D là bằng căn 2. Vậy chúng ta ráp công thức đi tính khoảng cách vào. Là khoảng cách từ tâm y cho tới đường thẳng, đường thẳng này là đường thẳng D, chính là bằng công thức trên là trị tuyệt đối, dưới là căn bậc 2. Trên chúng ta thay tọa độ điểm Y vào đường thẳng D. Vậy là điểm Y là 1, 1. Vậy là 1 trừ 1 cộng 2 chia cho căn bậc 2 của 1 bình là 1 cộng cho trừ 1, tất cả bình cũng là 1 cộng 1. Vậy nó chính là bằng 2 trên cho căn 2. Đơn giản rút gọn hai vế tử mẫu cho căn 2 thì nó còn lại là căn 2. Ở đây là đáp án, ở đây là nhận định, ở câu B là nhận định, nhận định đúng, mệnh đề câu B là mệnh đề đúng. Đường thẳng D cắt đường tròn C theo một dây cung có độ dài là bằng 2 căn 23. Để liên quan tới độ dài dây cung thì bữa chị nói rồi. Trong trường hợp mà đường thẳng cắt đường tròn tại hai điểm phân biệt thì chúng ta có mối liên hệ giữa độ dài dây cung, bán kính và khoảng cách, đúng không? Nói rồi, anh này là bán kính R, anh này là khoảng cách và anh này là độ dài dây cung, được chưa? Vậy thì chúng ta có công thức đó là cái gì, nhớ lại coi. Dây cung ở đây là dây cung AB đi, được chưa? Thì ở đây chúng ta sẽ có công thức đó là R bằng căn bậc 2 của R bằng căn bậc 2 của D bình cộng cho AB bình chia 4, đúng không? Bây giờ người ta yêu cầu là đi tìm dây cung
thì rút ra dây cung cũng được thôi, được không? Từ đây chúng ta rút ngược ra dây cung cũng được thôi. Nói cách khác là R này chính là R bình thôi, thì nó sẽ là bằng D bình cộng cho E bình trên 4. Vậy chúng ta muốn đi tìm được dây cung AB thì trước tiên chúng ta đi tìm ở này trước. Vậy thì E bình trên 4, E B bình chia 4 thì nó sẽ là bằng R bình trừ D bình, được không? Vậy thì AB nó sẽ là nhân cho 4 thêm 4 thôi chứ gì đâu. Anh này nhân thêm 4 rồi lấy căn, AB thì nó sẽ là lấy căn bậc 2 thế thôi. Vậy là bằng căn bậc 2 của 4 nhân cho anh này. Vậy chính là bằng khai căn của 4 là 2 nhân cho R bình mà trừ cho D bình. Hồi nãy khoảng cách mình tính ra là căn 2 đúng không? Khoảng cách mình tính ra là đường thẳng D các đường tròn. Rồi nãy khoảng cách mình tính ra là căn 2. Vậy là khoảng cách mà bình phương lên là 2 đúng không? R là 5, bình lên là 25. 25 mà trừ đi 2 là còn 23. Vậy là khai căn. À, thôi bây giờ làm từ từ đi, làm nhanh quá các bạn rối. Vậy là 4 nè, nhân nè, mở ngọt ra R bình nữa là 5 bình lên là 25 nè, trừ cho khoảng cách bình mà nãy khoảng cách ở câu B mà tính được ra căn 2 vì bình lên là 2. Vậy chính là bằng 25 mà trừ 2 là 23. Và khai căn của 4 nhân cho 23 là 4 thì khai căn được, còn 23 khai căn không được thì giữ lại là 2 nhân cho căn 23. Vậy mệnh đề ở câu C là mệnh đề đúng. Được không? Chúng ta qua câu D. Chúng ta qua câu D. Có hai tiếp tuyến C song song với D là delta 1, delta 2. Đó, với C1 nhân C2 là bằng trừ 50. Đó, rồi bây giờ nó song song với D, song song với D thì nó sẽ có dạng đó là cái gì? Mình gọi delta đi. Đó là tiếp tuyến của C song song với D. Và D có phương trình rồi thì từ đây suy ra delta nó sẽ có dạng gì? D của chúng ta có phương trình là x trừ y cộng 2 bằng 0. Vậy nó sẽ có dạng là x trừ y cộng m cộng m bằng 0. Bây giờ chúng ta tìm m này dễ thôi, chúng ta dựa vào khoảng cách, được không? Và dựa vào khoảng cách thì chúng ta có khoảng cách từ, chúng ta sẽ có, bởi vì delta, delta tiếp xúc với đường tròn C, suy ra khoảng cách từ tâm y cho tới đường thẳng delta nó phải bằng đúng bán kính R. Vậy từ đây chúng ta giải ra thôi, áp dụng công thức trên là tuyệt đối, dưới là căn bậc 2. Vậy thế tọa độ điểm y và phương trình đường thẳng delta. Y của chúng ta có tâm là 1, 1, thay vào delta thì là 1 trừ 1 cộng m. Căn bậc 2 của 1 cộng 1 bằng bán kính là bằng 5. Vậy tới đây tương đương giải ra được là trị tuyệt đối m bằng 5 căn 2. Thì giải ra tương đương m sẽ là bằng 5 căn 2 hoặc là m bằng trừ 5 căn 2 là cộng trừ thôi, được không? Mà song song nãy chị quên cái điều kiện nữa, song song thì m nó phải khác bao nhiêu? M nó phải khác 2 thì rõ ràng cộng trừ 5 căn 2 nó khác hết 2 rồi. Vậy thì nhận cả hai này, khi đó chúng ta sẽ có C1 là 5 căn 2, C2 sẽ là trừ 5 căn 2. Và có ngay C1 mà nhân với C2 á, nó chính là bằng 5 căn 2 nhân với trừ 5 căn 2 thì đáp án ra là trừ nè. Căn 2 với 2 nhân với căn 2 là nhân là 2 nè, 5 x 5 là 25 nè. Và ra được là trừ 50. Vậy nhận định này là nhận định đúng. Vậy câu D này là nhận định đúng. C1 nhân C2 là trừ 50. Đúng nè. Chúng ta bước qua câu phần 3 la mã. Câu trắc nghiệm lời giải ngắn. Câu 17, tổng các nghiệm của phương trình thì trước tiên chúng ta đi tìm nghiệm của phương trình này trước đã. Được không? Vậy thì bây giờ chị chuyển vế trước. Biến đổi chuyển vế trước. Vậy là chuyển vế qua sẽ ra được là căn bậc 2 của 2x bình trừ 5x trừ 9 bằng, chuyển vế qua thì là x bình trừ 3. Ở đây chị sẽ đi đặt điều kiện căn A bằng B căn B. Thì chúng ta đi biến đổi tương đương luôn đi. Phương trình tương đương. Căn A bằng căn B thì tương đương B lớn bằng 0 hoặc A lớn bằng 0. Trong hai anh này chúng ta chọn một anh làm điều kiện. Nhớ là chọn cái đa thức này mà dễ dễ một xíu, dễ tìm điều kiện một xíu. Được không? A bằng B. Vậy đây chị chọn cái căn bên này nha.
Chị chọn B lớn bằng 0 nha. Vậy thì điều kiện ở đây là B lớn bằng 0 thì là x bình trừ 3 lớn bằng 0. Vậy thì ra là x lớn hơn bằng căn 3 hoặc x bé hơn bằng căn 3 trừ căn 3. Được không? Chúng ta coi thử chọn cái điều kiện anh kia thì cũng chắc cũng vậy quá, nó dễ hơn đâu. Rồi chúng ta chọn điều kiện ở này đi, nhẩm được nè. X bình trừ 3, nhẩm được nè. Cùng thì nằm ngoài, vậy là ra x bình trừ 3 là x lớn bằng căn 3, bé x biến bằng trừ căn 3. Rồi bây giờ giải ra. A bằng B là 2x bình trừ 5x trừ 9 bằng x bình trừ 3. Rồi giải ra tương đương. Ở trên điều kiện viết lại x lớn bằng căn 3, x bé hoặc bằng trừ căn bậc 2 của 3. Rồi chuyển vế qua thì là x bình chuyển vế qua trừ 5x trừ 6 bằng 0. Rồi lấy máy tính bấm hoặc nhẩm VS cũng được. Ở đây chị nhẩm VS luôn nha. Nhẩm VS luôn. 1 A trừ B cộng C. A trừ B cộng C bằng 0 này, thấy không? 1 trừ đi trừ 5 là 6, 6 trừ 6 là 0 nè. Vậy A trừ B cộng C là 0. Thì nó luôn luôn có một nghiệm là x bằng trừ 1. Và có một nghiệm là trừ C chia A, vậy là x bằng 6. Vậy là chúng ta có hai nghiệm x lớn hơn, viết lại cái điều kiện nha, x lớn bằng căn 3 hoặc x bé bằng trừ căn 3. Và hai nghiệm của chúng ta là x bằng trừ 1, x bằng 6. Bây giờ đi đối chiếu điều kiện. À, căn bậc 2 của 3 là tầm bao nhiêu nhỉ? Lấy máy tính ra bấm. Căn bậc 2 của 3 bằng, nó là 1,73. 1,73 thì x lớn hơn bằng 1,73 thì 6 này nhận rồi nè. Thỏa điều kiện nè. X biến bằng trừ 1,73 trừ 1,73 thì bé hơn hoặc bằng, thì cái thằng x bằng trừ 1 đâu có nhận được. X bằng trừ 1 nó không có thỏa mãn cái điều kiện là nó bé hơn bằng trừ 1,73. Nó lớn hơn mất tiêu rồi. Được không? Nên anh này là loại. Ở đây người ta yêu cầu là tổng các nghiệm của phương trình thì chỉ có một nghiệm duy nhất thôi. Thì tổng của nó, tổng lúc này là bằng 6 luôn. Được không? Và đáp án là tổng các nghiệm là bằng 6. Có một nghiệm duy nhất thôi. Tổng các nghiệm là bằng 6. Đáp án ngắn là 6. 18. Tổng các hệ số của khai triển. Tổng các hệ số của khai triển gọi là bằng, anh này viết dưới dạng rút gọn ra nha. Được không? Thì nó sẽ là sigma k chạy từ 0 cho tới 5 c k 5 nhân cho a nó là 1 rồi 1 mũ mấy lên cũng là 1 nhân cho x mũ k. Được không? Thì ở đây chúng ta, người ta yêu cầu đi tính tổng các cái hệ số thì em có thể là dùng máy tính em bấm cũng được. Trong máy tính nó có dấu sigma, mình lấy là mình bấm sigma k chạy từ 0 cho tới 5 thì mình thay bằng x chạy từ 0 cho tới 5. Vậy thì thay biến chạy là x rồi thì chỗ kia sẽ là cx 5 chứ không phải là ck 5 nữa. Thì mình bấm ra vẫn được. Được không? Còn đây mất x. Tổng các hệ số thì là nó không còn x nữa. Mà nó không còn x nữa thì mình chọn x mình thay vô thôi. Vậy là không còn x nữa thì nó chọn x bằng 1 thay vào, thì nó chính là bằng 2 mũ 5 luôn. Thông tin thì các em làm thử coi. Tổng các cái hệ số, mà tổng hệ số là không chứa biến, không có chứa, không có x. Mà không có chứa x thì mình chỉ cần thay x bằng 1 thay vào thôi, thì cái tổng ban đầu khai triển nó sẽ biến thành là cái tổng còn tìm là tổng chỉ các gồm cái hệ số thôi. Còn không nữa thì lấy máy tính ra bấm. Được không? Không nữa bài bài cách bấm máy tính luôn nè, ở trên lớp là chị để bài rồi. Bây giờ bài lại nè. Sigma đã nằm chỗ thằng LOG này nè, góc bên phải nè, dưới chữ on nè. Mà nó chữ màu vàng thì phải bấm shift trước. Được không? Nhập cái công thức vào, ở đây người ta yêu cầu tổng hệ số thôi nên mình nhập hệ số thôi. Được chưa? Và thay ở đây cái biến chạy là x rồi chứ không phải là k nữa, thì chỗ rất c k 5 đó sẽ thay bằng là cx 5, vậy là 5 c x nó chạy từ 0 cho tới 5, vậy là bấm bằng ra 32 là 2,2 mũ 5 đó. Đấy, nghĩ theo cách nào, hiểu theo cách nào cũng được, làm được là được. Em dùng máy tính cũng được, mà hoặc là em dùng chọn, có nghĩa là em thay x bằng bao nhiêu vào cũng được. Được chưa?
Câu 19, trong hệ trục tọa độ OD cho tam giác ABC, điểm A, điểm B, điểm C, đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC có tâm Y, giá trị AB bằng. Vậy là dưới dạng là phương trình đường tròn đi qua 3 điểm. Ngoại tiếp tam giác tức là ba đỉnh ABC nó thuộc vào đường tròn thôi chứ đâu. Vậy hôm bữa chị nói rồi, cứ cái dạng toán mà cho phương trình đường tròn đi qua từ 2 điểm trở lên đó, thì mình nghĩ ngay tới đó là loại thứ mấy? Mình dùng loại phương trình đường tròn loại 2, là gọi đường tròn C có phương trình là x bình cộng y bình trừ 2ax trừ 2by cộng C bằng 0. Được không? Thì cứ một điểm mà thuộc đường tròn thay tọa độ điểm đó và nó thỏa thì có ngay một phương trình. Ba điểm thì có ba phương trình, giải hệ ba phương trình thì ra được ba ẩn ABC. Có A có B chúng ta thay vào AB đó chính là tọa độ của tâm, thì giá trị của A cộng B mình tính được. Được chưa? Vậy trước tiên điểm A trước. Điểm A thuộc C thì thay tọa độ điểm A vào là 1, 3 là 1 cộng 9 trừ cho 2A, 1, 3 trừ cho 6B cộng C bằng 0, một phương trình. Được chưa? Tiếp theo là điểm B. Điểm B thuộc đường tròn C thì thay tọa độ điểm B vào trừ 1, trừ 1 thì là 1 cộng 1 cộng 2A cộng 2B cộng C bằng 0, phương trình số 2. Điểm C thuộc đường tròn C thay tọa độ điểm C vào 1, 1 thì là 1 cộng 1 trừ 2A trừ 2B cộng C bằng 0, phương trình số 3. Lấy máy tính ra giải phương trình bài ẩn 3 phương trình, giải hệ 3 phương trình bài ẩn. Được không? Nhưng mà nhớ nè, khi mà chúng ta nhập vào máy tính thì cái hệ số chúng ta phải chuyển về với phải, chúng ta bấm nha. Rồi chúng ta bấm. Rồi, đầu tiên là trừ 2 trừ 6 1 trừ 2 bằng trừ 6 bằng 1 bằng 1 cộng 9 là 10, chuyển với là trừ 10 trừ 10 bằng. Nhập tiếp phương trình số 2, 2 2 1 trừ 2, 2 2 1 trừ 2. Được chưa? Tiếp theo phương trình số 3 là trừ 2 trừ 2 1 trừ 2 trừ 2 trừ 2 1 trừ 2 bằng bằng. Ra A là trừ 2, B là 2, C là trừ 2. Vậy ta có từ đây suy ra từ 1, 2 và 3. Suy ra có A bằng trừ 2, B bằng 2, C bằng trừ 2. Vậy người ta hỏi là cái tổng A cộng B thì lấy trừ 2 cộng 2 là bằng 0. Đáp án ngắn là bằng 0. Qua câu 20. Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ OXY cho điểm Y có tọa độ là trừ 2, 0 và hai đường thẳng D1, D2. Đường thẳng D đi qua điểm Y. Ở đây chúng ta quan sát nè, chúng ta thấy D1 cái vai trò vị trí của D1 với D2 nè. Ta thấy là A chia A phẩy là 2 chia 1, B chia B phẩy là trừ 1 chia cho 1. Thì rõ ràng một số âm một số dương nữa khác nhau rồi. Vậy thì D1 nó sẽ cắt D2, vẽ ra, hưởng tượng ra D1 cắt D2. Được không? Đường thẳng D đi qua điểm Y cho điểm Y là trừ 2, 0. Mình coi thử là cái tọa độ giao điểm giữa D1, D2 này có phải là điểm đặc biệt Y không? Thì bằng cách đó là chúng ta lấy máy tính chúng ta thử. Chúng ta giải cái hệ hai phương trình hai đường thẳng D1, D2 ra coi thử là nó có trùng với lại điểm Y không? Nó có liên quan tới điểm Y không? Lỡ đâu nó cho đặc biệt là nó liên quan tới điểm Y luôn thì sao? Ai biết được. Vậy chúng ta lần lượt chúng ta nhập hai phương trình vào, hệ hai phương trình vào. 2 trừ 1 trừ 5, 2 trừ 1 trừ 5, D2 là 1, 1, 3, 1, 1, 3. Vậy ra được tọa độ giao điểm là trừ 2 phần 3, 11 phần 3. Vậy không có liên quan. Tọa độ giao điểm là trừ 2 phần 3, 11 phần 3. Không có liên quan với điểm Y. Là người ta cho là đường thẳng D đi qua điểm Y và cắt D1, D2 lần lượt tại A và B. Cắt D1, D2 tại A và B. Tại A và B. Chị vẽ ngưỡng tượng luôn nha. Ra đường thẳng D. D cắt D1 và D2. D1
thì tại điểm A, D1 thì tại điểm A, D2 cắt với D2 thì tại điểm B, sao cho IA bằng 2 lần IB, bằng 2, IA vector IA bằng 2 lần vector IB. Vậy anh này là hệ số K của chúng ta là dương. Vậy thì hai vector này là hai vector cùng chiều, IA, IB là cùng chiều. Về độ lớn á, thì IA nó lớn hơn độ lớn IB. Vậy thì Y nó phải nằm bên bên này, Y phải đặt ở đây, được không? Vậy IA mà bằng 2 lần IB, tức B nó sẽ là trung điểm của, có khẳng định được chưa nhỉ? Đâu đây chị coi, IA bằng 2 lần vector IB. Đúng rồi, B nó sẽ là trung điểm của I với A. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi, vector IA bằng 2 lần vector IB, vector IA bằng 2 lần vector IB. Ờ đúng rồi, về độ lớn. Rồi về vị trí. Đúng rồi. Vậy là B nó sẽ là trung điểm của IA. Từ đây suy ra là B là trung điểm của IA. Rồi. Có phương trình, cái phương trình đường thẳng D nó sẽ có phương trình là AX trừ BY cộng 14 bằng 0. AX trừ BY cộng 14 bằng 0. Vậy nãy người ta cho D này nó đi qua Y có tọa độ rồi thì mình tìm được một hệ số A hoặc B trước đã, có ngay một phương trình trước đã. Vậy là D, vậy là điểm Y thuộc D. Vậy là mình thay vào, thay tọa độ điểm Y vào D nó phải thỏa. Vậy thay vào là trừ 2A cộng 14, trừ 2A cộng 14 bằng 0. Vậy là giải ra A nó sẽ là 14 chia 2 A bằng 7, trừ 2A cộng 14 bằng 0. Vậy là 14 chia 2 là 7, A là 7. Vậy từ đây suy ra phương trình đường thẳng D có dạng là 7X trừ BY cộng 14 bằng 0. Rồi, bây giờ dựa vào cái điều kiện là vector IA bằng 2 lần vector IB thì mình có ngay là B nó là trung điểm của IA. B nó là trung điểm của IA vì vector IB IA bằng 2 lần vector IB. Được không? Thứ nhất là hai vector này cùng phương, cùng chiều. Được chưa? Bởi vì hệ số 2 K của chúng ta là hệ số K bằng 2 là nó dương. Vậy là vector IA với vector IB nó phải cùng chiều. Cái thứ hai nữa, về độ lớn anh này bằng gấp 2 lần anh kia thì B nó sẽ là trung điểm của IA. Vậy từ đây suy ra B trung điểm của IA. Được không? B trung điểm của IA, vậy nó có liên quan tới mối liên hệ giữa hai điểm A với B. B là trung điểm của điểm A. Vậy bây giờ mình có điểm A thì nó thuộc chia 1, B thì nó thuộc chia 2. Bây giờ mình tham số hóa nữa nó thử cái gì đâu. Nhưng mà bây giờ trung điểm thì mình tham số hóa điểm A trước, mình có ngay điểm B. Được không? Đúng nè. Bây giờ là B là trung điểm thì B nó sẽ là bằng Y cộng A chia 2. Y cộng A chia 2. Mình tham số hóa ai cũng được, không gì hết. Nhưng mà bây giờ để cho khỏi có cái chia 2 là phân số á, nó khỏi bị xấu á, thì chúng ta nhân lên, chúng ta tham số theo điểm A, điểm A, điểm B. Lát nữa chúng ta tìm ra được A. Có A rồi, có điểm A rồi, có nghĩa là có luôn cái phương trình. Có điểm A suy ra điểm B, có điểm B luôn nữa thì chúng ta suy ra được vector chỉ phương, có được vector pháp tuyến. Hoặc là đi tìm B luôn, người ta cho phương trình rồi mà. Được không? Để từ đây chị suy ra A nó chính là bằng 2B trừ Y. Để cái phương trình này lại đây. Để lát nữa chúng ta thế vào. Được không? A nó sẽ là bằng 2B trừ Y. Bây giờ mình tham số hóa điểm B đi. Giờ mình tham số hóa điểm B. B nó thuộc đường nào nhỉ? B nó thuộc đường thẳng D2. D2 có trước phương trình rồi. Ở đây mình tham số cho hành là T hay là Y là T cũng được. Bởi vì hệ số của X với Y nó là 1 hết rồi. Vậy là anh nào cũng được. Được không? Vậy là chỉ cho hành là T đi. D2 nên suy ra tham số hóa được điểm B đó là T. Hành mà cho là T thì tung nó sẽ là 3 trừ T. 3 trừ T. Đó. Vậy từ sao suy ra? Sao suy ra tọa độ điểm A chính là, tọa độ điểm A chính là
Dễ quá nhỉ. Nó làm thì cách này thì nó hơi dễ hơn. Rồi, suy ra được tọa độ điểm A. 2B trừ y, y có tọa độ bao nhiêu? Y có tọa độ là trừ 2, 0. Y có tọa độ là trừ 2, 0. Được không? Để có điểm B rồi, suy ra được tọa độ điểm A. A này nó sẽ thuộc đường thẳng D, chúng ta thay ngược lại về D, chúng ta tìm được B nhỏ. Ừ, hai ẩn lận. Ẩn B với ẩn T thì có hai phương trình. Rồi, cứ làm đi. Là 2B, 2B là 2T, trừ đi y là trừ đi cho trừ 2 là cộng 2. Về tung độ là 2B, 2B là 6 trừ cho 2T, 6 trừ 2T. Được không? Là 2B, 6 trừ 2T, trừ y là trừ cho 0, vậy là tung độ là 6 trừ 2T. Được không? Điểm A này nó thuộc ai? Điểm A này thứ nhất là nó thuộc đường thẳng D. Nó thuộc đường thẳng D. Nhưng mà đường thẳng D á, là nó theo ẩn B. Rồi bây giờ có T. Rồi trừ được hết cho T nè. Rồi thay tọa độ điểm A vào. A nó thuộc D. Được không? Vậy chúng ta thay tọa độ điểm A vào. Thay tọa độ điểm A vào phương trình đường thẳng D thì chúng ta có là 7x trừ BY cộng 14. 7x, 7x vậy là 14T cộng 14 trừ BY là trừ B nhân 6 là trừ 6B cộng cho B nhân cho 2T. Phương trình tổng quát. Vậy là chúng ta phải tham số 2 điểm lận. Rồi từ đó có mối liên hệ. Chúng ta phải tham số 2 điểm. Thôi làm lại xíu nha. Làm lại ngay từ đầu xíu nha. Chúng ta dừng lại chỗ cái đường thẳng D nha. Được không? Bây giờ chị tham số cho từng điểm A với điểm B trước đã. Rồi chị dùng mối liên hệ kia sau. Cỡ nào cũng đè, yên tâm. Bây giờ tham số hóa chút nè. Điểm A thì nó thuộc đường thẳng D1. Vậy điểm A nó thuộc đường thẳng D1. A thuộc D1 thì suy ra điểm A nó sẽ có tọa độ như sau. A thuộc D1. D1 có phương trình là 2x trừ y, vậy chị cho tung là T. Chị cho tung là T thì hành của chúng ta là cho hành là T. Cho hành là T. Cho hành là T. Thì tung độ của điểm A chính là 2T cộng 5. 2T cộng 5. Được không? Điểm B nó thuộc D2 thì suy ra tọa độ điểm B. Tọa độ điểm B nó sẽ có phương trình đó là nó sẽ có tọa độ đó là T phẩy cho M đi. Hành là M thì tung nó sẽ là 3 trừ M. 3 trừ M. Được không? Tới đây chúng ta có thể dùng khái niệm trung điểm cũng được, hoặc chúng ta sử dụng luôn vector IA bằng 2 lần vector IB thì chúng ta có ngay một phương trình luôn cũng được. Được không nào? Rồi. Rồi. Vậy tới đây chúng ta sẽ sử dụng cái yếu tố về IA vector IA bằng 2 lần vector IB. Vector IA bằng 2 lần vector IB. Ta có vector IA bằng 2 lần vector IB. Thì từ đây suy ra B là trung điểm của IA. Vậy chúng ta có ngay đó là B nó sẽ là bằng Y cộng A chia 2. Vậy chúng ta thế vô chúng ta sẽ có được hệ hai phương trình. Đúng không? Tới đây chị cho nhân 2 lên luôn đi. Cho nhân 2 lên luôn rồi cho dễ. Là 2B nó sẽ là bằng y cộng a, là hai vector hai nó bằng nhau thì là hành bằng hành, tung bằng tung.
đúng không? Là suy ra hoành bằng hoành 2b là 2m, đúng không? 2b thì là 6 trừ 2m, đúng không? 2b do nãy mình viết dưới dạng ký hiệu nên mình không có suy ra tọa độ được. Rồi 2b là 2m, 2b nữa là 6 trừ cho 2m bằng y cộng a. Y có tọa độ là trừ 2, không, y cộng a, a là t, ha, t cộng 5, vậy là y cộng a là t trừ 2, t trừ 2, đúng không? Y cộng a là 2t cộng 5. Vậy ở đây chúng ta sẽ giải hệ hai phương trình hai ẩn là có 2m trừ t bằng trừ 2, trừ 2m trừ 2t bằng trừ 1. Chuyển vế 6 qua, 5 trừ 6 thì còn lại trừ 1, lấy máy tính bấm cũng được, hoặc ở đây chị nhẩm luôn nè. Lấy trên cộng dưới mất m, lấy trên cộng dưới thì là trừ 3t bằng trừ 3 thì suy được t, được không? Là t bằng trừ 3t mà bằng trừ 3 thì t là bằng 1, t là bằng 1, thay t bằng 1 vào đây, thay t bằng 1 vào đây thì m đây là bằng, thay t bằng 1 vào thì nó là trừ 1, chuyển vế là cộng 1 là trừ, trừ 1, trừ 1 phần 2, m là trừ 1 phần 2. Đó, vậy có ngay được tọa độ của điểm A và điểm B. Để từ đây suy ra, tọa độ của điểm A là, A là T, 2T cộng 5, vậy là 1, 7, A có tọa độ là 1, 7, 1, 7. Còn điểm B có tọa độ là trừ 1 phần 2, trừ 1 phần 2, B có tọa độ là trừ 1 phần 2, 3 cộng cho 1 phần 2 thì mẫu chung là 2, 7 phần 2. B có tọa độ là trừ 1 phần 2, 7 phần 2. Rồi có điểm A, điểm B thì suy ra được vectơ chỉ phương AB. Vectơ chỉ phương AB thì sẽ lấy B trừ A, B trừ A trừ 1 phần 2 mà trừ 1 nữa, trừ 1 phần 2 mà trừ đi cho 1 nữa là trừ 3 phần 2, trừ 3 phần 2, trừ 3 phần 2. Lấy B trừ A là 7 phần 2 mà trừ đi 7, 7 phần 2 mà trừ đi 7, rồi mẫu chung là 2, trừ 14, trừ 14 mà cộng 7 là còn trừ 7 phần 2, trừ 7 phần 2. Để có vectơ chỉ phương AB là trừ 3 phần 2 trừ 7 phần 2 thì suy ra được vectơ khắp tuyến AB. Chúng ta nhân cả hoành cả tung cho trừ 2, được không? Chúng ta nhân cả hoành cả tung cho trừ 2 thì còn lại là hoành độ là 3, tung độ là 7. Và từ đó chúng ta có ngay phương trình đường thẳng AB. Phương trình đường thẳng AB chị chọn qua điểm A luôn nha. Chị chọn qua điểm A luôn. Chính là phương trình đường thẳng cần tìm là đường thẳng D. Được không? Vậy là nó sẽ là vectơ chỉ phương, vectơ trước, vectơ nằm ngoài tọa độ điểm nằm trong, gọi là 3 mở ngoặc x trừ 1 cộng 7 mở ngoặc y trừ 7 bằng 0. Vậy thì nó sẽ là 3x cộng 7y trừ 3, trừ 3 mà 77 49, trừ 3 trừ 49. Vậy là trừ 52, trừ 52 bằng 0, trừ 52 bằng 0. Bây giờ chúng ta nhìn lên lại, anh này cũng chính là đường thẳng D luôn nè. Đường thẳng AB cũng chính là đường thẳng D, được không? Vậy là người ta cho cái đường thẳng D nãy mình mới suy ra đâu là 7x trừ BY cộng 14, 7x trừ BY cộng 14. Rồi, có nhầm lẫn chỗ nào rồi? A bằng 7, A thuộc D1, A thuộc D. Thay tọa độ điểm A và D theo hai ẩn BT, theo hai ẩn là BT.
2 điểm hoành tung bằng tung, giải ra x1, giải ra x2, đây m giải ra t, có m có t thì a đi qua điểm y mà. Tôi chỉ phương trên tổng quát. Rồi mình nhầm chỗ này rồi. Điểm A có tọa độ là 17 trừ 1/2, 7/2. Nhưng mà nó đi qua điểm Y, nó chọn đi qua điểm Y. Thì mình nhầm là mình nhân rồi, sai rồi. Vậy vector chỉ phương, vector chỉ phương là, đây là vector chỉ phương chứ chưa là vector phát tuyến. Trời ơi, nhầm chỗ này rồi. Thì có ngay vector chỗ này là vector cùng phương với là vector AB, được không? Là vector U đó, cùng phương với là vector AB, bằng cách đó là chúng ta nhân kẻ hai này luôn thôi, ghi là vector phát tuyến luôn đi. Vector phát tuyến có tọa độ là, được không, chúng ta đổi chỗ thì là 7/2 trừ 3/2. Rồi vector mà cùng phương với vector này là vector n phải, cũng là vector phát tuyến của AB luôn, được không? Nhân kẻ hoành kẻ tung cho 2 gọi là 7 trừ 3. Trời ơi, quên đi, sai, bị nhầm chỗ đó đi. Rồi, được không? Rồi vector n phải là vector, cũng là vector phát tuyến cùng phương với vector n phát tuyến n, gọi là 7 trừ 3. Thì vector nằm ngoài, tọa độ nằm trong, đi qua A đi qua Y gì cũng được hết đó, nó như nhau, nó đều cho ra một phương trình tổng quát AB hết á. Trừ 1 trừ cho 3, Y trừ 7 bằng 0. Được không? Vậy là phân phối ra 7X trừ 3Y trừ 7 mà cộng cho 21, 21 trừ 7 14, vậy là cộng cho 14 bằng 0, được không? 7x trừ 3y trừ 7 cộng 21, vậy là trừ 7 mà cộng 21 là 14 bằng 0. Vậy bây giờ cái mà đường thẳng dê là nó trùng với dê, mà đường thẳng AB lại trùng với dê, rồi nó cùng phương trình với nhau, vậy là 7x trừ bi cộng 14, mà anh này là 7x trừ 3y thì b á lúc này nó sẽ là 3. Vậy là mình có suy ra A là 7, B là 3. Người ta yêu cầu đi tính A cộng B thì A cộng B là bằng 10. Suy ra A cộng B là bằng 10, đáp án ngắn là 10. Rồi qua câu số 21. Trong bản vẽ thiết kế vòm của một ô thoáng trong hình vẽ dưới là một nửa hình elip có chiều rộng A1, A2. Chiều rộng A1, A2 này cũng chính là độ dài của trục lớn elip luôn, được không? Nếu như chúng ta đưa cái hệ trục tọa độ vào. Đây, đưa cái hệ trục tọa độ vào. Đưa cái hệ trục tọa độ vào. Được không? Đây là trục hoành oblique, đây là trục tung oblique. Được không? Thì độ dài A1, A2 chính là độ dài trục lớn. Vậy từ đây suy ra được A. Độ dài trục lớn là 2A. Người ta cho là bằng 240, thì suy ra được A chính là lấy 240 chia 2 là 120. 120. Đúng chưa? A là 120. Về chiều cao OB1, chiều cao OB1 chính là B luôn, là bằng 60. Đó, tính chiều cao H của ô thoáng tại điểm C. Tại điểm C có hình chiếu vuông góc lên A1, A2. Cách điểm U là điểm chính giữa của ô thoáng 75. Rồi, người ta cho độ dài từ đây tới đây, gọi anh này là điểm H đi. Rồi anh này là điểm H đi. Hình chiếu của C lên A1, A2 là điểm H đi. Là 75. Làm tròn kết quả. Vậy là người ta yêu cầu đi tính chiều cao H để tính độ dài này. Đó. Bây giờ chỉ cần có độ dài OC nó là xong. Có độ dài OC nó là xong. Thì chúng ta chỉ cần dùng Pythagore thôi. Có độ dài OC nó thì chúng ta đi dùng Pythagore trong tam giác COH. Thì H này nó chính là bằng căn bậc 2 của OC bình trừ cho OH bình. Vậy đi tìm OC nó là được.
Được không? Vậy điểm C nó thuộc elip. Vậy thì chúng ta viết phương trình elip ra. Đã, phương trình elip có A có B rồi thì phương trình elip sẽ có dạng là x bình chia cho A bình là chia cho 120 mà bình lên. 120 mà bình. 120 bình lên là bằng 14400. 14400 cái gì mà lớn quá để máy tính làm. Y bình chia cho B bình là 60 bình 006636 gọi là 3600. Đúng không? Bằng 1. Đây là phương trình elip, chính tắc của elip. Bây giờ người ta cho cái điểm C. Điểm C này nó thuộc elip E. Vậy điểm C này nó đã có hành độ là bao nhiêu rồi? Chiếu lên nè. Dựa vào cách đặt cho hệ trục tọa độ như hình vẽ thì điểm C nó sẽ có hành độ là 75. Điểm C này có hành độ là 75 và tung độ là chưa có. Gọi là IC đi. Được không? Em đặt T, em đặt M được, chị đặt Y đi. Nó thuộc vào elip E. Đây, chúng ta có ngay là thay x bằng 75, vậy là 75 bình chia cho 14400 cộng cho y bình chia cho 3600 bằng 1. Vậy thì chúng ta tìm ra được y ngay. Em nào mà dùng ship số máy chạy cũng được thì nó ra chỉ một đáp án thôi, thì đáp án nó là đáp án dương. Y là phải là dương mà. À, y là phải dương mà, mình nhìn nè. Mình đưa vào cái hệ trục tọa độ như hình vẽ thì tung độ của điểm C nó phải dương. Ship số máy chạy cũng được. Còn không nữa thì tính từ từ ra, y bình chia 3600 nó chính là bằng 1 trừ đi cho 75 bình chia cho 14400. Được không? Từ đó chúng ta rút ra được y bình. Tương đương y chính là bằng căn bậc 2. Y chính là bằng nhân chéo lên nha. Y bình thì nó nhân chéo lên nên là 3600 nhân cho 1 trừ 75 bình trên cho 14400. Được chưa? Vậy là y bình thì nó là anh này, thì y nó chính là căn bậc 2 lấy dương thôi. Bởi vì chúng ta như hình vẽ thì chúng ta thấy y của chúng ta nó lớn hơn 0. Đặt cái hệ trục tọa độ như hình vẽ thì y lớn hơn 0. Được không? Rồi chúng ta lấy máy tính chúng ta bấm ra, ra y được bằng bao nhiêu. Có y rồi thì đó chính là cái gì? Có y rồi thì có được tọa độ điểm C, mà có tọa độ điểm C rồi thì chúng ta sẽ có ngay được độ dài OC. Đấy thôi. Vậy là căn bậc 2 của 3600 nhân cho 1 trừ 75 bình. 75 bình trên cho 14400 đóng ngoặc lại bằng 15 y bằng 15 15 căn 39/2 căn 39/2. Rồi có được ngay tọa độ điểm C thì suy ra được độ dài OC chính là căn bậc 2 của vectơ OC, cũng chính là bằng tọa độ điểm C luôn. Được không? Vậy nó là 75 15 căn 39/2. Được không nè? Vậy là viết độ dài OC sẽ là bằng anh này, là 75 căn 2 của 75 bình. Chị cho anh này là ANS rồi nha. Rồi là căn bậc 2 của 75 bình 75 bình cộng cho ANS bình bằng, ra kết quả luôn nha, 15 15 căn bậc 2 của 139/2 15 căn bậc 2 của 139/2 là có OC rồi, thì suy ra được H nó chính là bằng, H nó chính là bằng căn bậc 2 của, căn bậc 2 của OC bình trừ đi OH bình. OC bình trừ OH bình chính là bằng, kết quả vừa rồi lấy bình phương lên, gọi là bình phương lên là ra được OC bình. Được không? Trừ đi cho OH bình là trừ cho 75 bình. Rồi bằng, ra đáp án chính là H bình. Thì căn bậc 2 của đáp án vừa rồi chính là H. Vậy H này người ta yêu cầu là làm tròn, vậy là 46,83 46,84 á,
được không? Người ta yêu cầu là làm tròn tới hàng gì đây? Làm tròn kết quả đến hàng phần 10. Đến hàng phần 10 là sau số sau làm tròn số 8 này nè. Vậy là sau số 8 là số 3, 3 thì nhỏ hơn 5, vậy là 4,46,8. Đáp án là 46,8. Sắp xỉ 46,8. Rồi được chưa nè? Đó là câu 21 nha. Được không? Chúng ta đưa hệ trục tọa độ vào, chúng ta đi tìm tọa độ điểm C. Thì có tọa độ điểm C rồi thì suy được vector OC chính là bằng tọa độ điểm C luôn. Vậy cũng chính là tọa độ điểm C luôn. Được không? Có vector OC thì suy ra được độ dài OC, có độ dài OC đưa vào trong tam giác vuông OCH để tìm được h nhỏ. Chúng ta qua câu 22. Cho tập hợp A gồm các phần tử từ 1 đến 50. Từ 1 đến 50. Có bao nhiêu cách chọn ra từ tập A 3 số tự nhiên sao cho tổng của ba số đó chia hết cho 3? Thôi ơi, bài này quá quen, đụng tới chia hết cho 3, chia làm 3 nhóm. Chia hết cho 3. Chia hết cho 3. Chia 3 dư 1. Chị nói rồi, cái bài toán này nó quen quá quen rồi. Được không? Bước 1 là đi đếm số số các số nó thuộc các nhóm. Bước 2 là có mấy trường hợp mà tổng cộng lại chia cho 3, có 4 trường hợp. Trong đó ba trường hợp kia là cứ ba số đó nằm ở mỗi nhóm. Nó ba số đó là nằm ở cùng một nhóm. Và trường hợp cuối cùng là mỗi nhóm lấy ra một số. Được không? Rồi, chia 3 dư 2. Rồi đếm ra. Đối với chia hết cho 3 thì đầu tiên là 3. Rồi là 6 vân vân cho tới chữ số cuối cùng là 48, đúng chưa? Rồi là có bao nhiêu số lấy cuối trừ đầu là 45. Chia qua khoảng cách 45 mà chia cho 3. 45 mà chia cho 3 là 15, đúng không? 15 cộng 1 vậy là anh này có 16 số. 16 số. Tiếp theo chia 3 dư 1. Chia 3 dư 1 thì 1 không chia được cho 3 thì đầu tiên là số 1 trước để thì 3 1 chia 3 sẽ dư cho 1. Và cuối cùng bữa chị nói rồi, theo quy luật tuần hoàn, sau cái thằng chia hết cho 3 thì sẽ là chia 3 dư dư 1, vậy là cuối cùng là 49. Để có bao nhiêu số, thằng này sẽ hơn thằng này một số, vậy là 17 số. Còn không tin thì lấy ra đếm. Lấy cuối trừ đầu là 49 trừ 1 là 48. 48 mà chia cho 3. 48 chia 3 là ra được 17. 48. 49 trừ 1 là 48. 48 mà chia cho 3. Là 6, 16. 16 cộng 1 là 17 số. Ok nhá. Tiếp theo chia 3 dư 2 thì đầu tiên là số 2 và cuối cùng là số 50 theo quy luật rồi nói rồi. Sau cái thằng chia cho 3 dư 1 sẽ là thằng chia 3 dư 2. Vậy có bao nhiêu số? 50 trừ 2 là 48. 48 chia 3 cộng 1 vẫn là 17 số, được chưa? Tiếp theo. Ở đây người ta không yêu cầu đi tính xác suất, vậy chúng ta đi đếm ra luôn. Vậy là số cách chọn ra 3 số cho tập hợp A gồm các số tự nhiên từ 1 cho tới 50. Có bao nhiêu cách chọn ra từ tập A 3 số tự nhiên rồi tổng chia cho 3 thì có 4 trường hợp chị nói rồi. Được không? Trường hợp đầu tiên là 3 số đó nằm cùng nhóm chia cho 3 thì là C3 16. Rồi cùng nhóm chia 3 dư 1 là C3 17. Cùng nhóm chia cho 3 dư 2 C3 17 và cuối cùng là mỗi số một nhóm. Mỗi nhóm một số, vậy là C1 16 nhân C1 17 nhân C1 17, được chưa? Vậy là bằng, số cách chính là bằng, lấy máy tính bấm. C3 16 là 16 C3 cộng 17 C17 C3 cộng 17 C3 17 C3 cộng 16 nhân 17 nhân 17 nhân 17 bằng đáp án là 6544 6544 cách. Rồi, đáp án ngắn. Rồi, chúng ta kết thúc cái đề 1 ở đây. Được không? Hôm sau chúng ta sẽ giải tiếp các cái đề còn lại trong cái bộ đề Toán ôn thi cuối học kỳ 2 của toán 10. Được chưa? Hôm nay chúng ta kết thúc ở đây.